nhặt được tài sản khủng, hai học sinh lớp 5 ở Đồng Nai trả lại người đánh rơi. Trên đường đến trường, hai học sinh tiểu học tại huyện Định Quán, Đồng Nai nhặt được số tiền và vàng do người khác đánh rơi. Số tài sản đã được trả lại cho chủ nhân. Sáng ngày 21 tháng 3, trên đường đến trường, em Lê Nhã Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ học sinh lớp 5 trên hai trường tiểu học Phú Ngọc B, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán đã nhặt được một giỏ sách, bên trong có tiền mặt và nữ trang bằng vàng. Đến trường, hai em học sinh đã tìm gặp thầy tổng phụ trách nhà trường trình báo sự việc để tìm trả lại người đánh rơi. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo với chính quyền địa phương cũng như thông tin trên mạng xã hội để tìm người đánh rơi tài sản. Cùng ngày, chị HTTA, ngụ tại ấp 1, xã Phú Ngọc đã đến nhận lại số tài sản gồm tiền và vàng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Nhà trường cũng đã tuyên dương hành động đẹp của hai em học sinh.